Hôm nay thì mình ra cho mấy con gà con rồi nó ăn. Lúc này tụi nó ra lông cánh cũng khá là nhiều rồi mọi người, nên mình đã cho tụi nó ăn thức ăn lớn hơn trước một chút, chứ thức ăn nhỏ tụi nó bây giờ không chịu ăn nữa rồi mọi người. Mình cho mấy con gà con này ăn trước con gà mẹ, tại vì sau khi cho tụi nó ăn xong mình phải cho tụi nó uống bổ sung thêm B12 gì của mọi người chị. Bây giờ mới đến lượt con gà mẹ ăn sao. Khi được cho ăn thì con gà mẹ nó lại kêu con của nó vô ăn rồi mọi người. Lúc con gà mẹ được ăn thì nó cho con của nó ăn nhiều hơn nó nữa. Con gà mẹ nó được mấy đứa con này nó rất là thương luôn. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng dành tất cả cho con của mình.